Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 2 tháng 1 năm 2023. Thì nhân dịp năm mới thì em chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt, rồi sưu tầm được những cây xứ mình yêu thích nha quý anh chị. Quý anh chị chọn lựa cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại thì bên em ship cây không chậu nha. Đối với đơn hàng 200 ngàn thì em cũng gửi kèm cho quý anh chị một gói thuốc kích rễ nha. Rồi bắt đầu bằng cây số 1 nha quý chị. Cây số 1 ha. Cây số 1 là cây sọc gân, khuôn hoa tròn, sai bông to nha quý chị. Cây này chùm nụ rất là đông nha. Cây này chùm nụ rất là đông. Gân cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi cây số 1 này là giá 70 nha quý chị. Cây số 1 giá 70 ha. Nền hồng sọc gân, khuôn hoa tròn, sai bông to, chùm nụ rất là đông nha. Cây này một cốt. Rồi cây số 1 này là giá 70 ha, đứng hoa. Rồi tiếp tục là cây số 2 nha. Cây số 2 là cây màu đỏ rất là đẹp. Ở lớp trong nó là màu đỏ sọc đỏ nha quý chị, lớp ngoài là màu đỏ full ha. Màu đỏ nguyên khối luôn, hồng đỏ luôn. Hoa trổ vằn vún cố ngắn nha quý chị. Hoa rất là đẹp, trổ vằn vún ha. Trổ vằn vún hai, nó có hai lớp hoa mà quý chị nhìn như cây bông ba lớp. Rất là cánh rất là dày luôn, hồng đỏ rất là đẹp, màu đỏ rất là đậm luôn ha. Cái này lứa mới. Bộ lá rất là đẹp nha quý chị. Cây này bộ lá rất là đẹp nha. Củ này là nuôi mau lớn nữa nè. Rồi cây số 2 này giá 70 nha. Thơm luôn nha quý chị. Số 2 giá 70, cây đó quý chị nuôi là mau lớn á. Cây số 3. Cây số 3 là cây đỏ sọc trắng nha, hai lớp. Cây này thì mới trổ ra cánh nó hơi lật nhẹ nè quý chị, hơi lật nhẹ nhưng mà giờ vẫn đẹp nha. Lớp ở trong là đỏ, lớp ngoài này là đỏ sọc trắng ha, hai lớp. Cây này thì cũ tương đối ha. Cây số 3 này phân tàn hai nhánh. Rồi số 3 phân tàn hai nhánh ha, lên trên mỗi đầu em có xả tàn rồi nó lên hai nhánh tiếp tục ha. Rồi số 3 này là giá 70 luôn nha quý chị, cánh hoa rất dày ha, cánh hoa rất dày. Số 4 nha. Số 4 là cây đỏ đen. Đỏ đen viền tím nha quý chị. Đỏ rất đậm ha. Đen ra ngoài viền tím. Viền tím ha. Khuôn hoa tròn. Cánh hoa rất là dày ra. Cái này phân tàn rất là tốt nha quý chị. Cái này lứa sau. Củ cũng tương đối nha. Cây số 4 này là giá 70 luôn nha quý chị. Cây này đẹp nha. Cây này nuôi lớn là rất là đẹp nè. Rồi số 4 cho 70. Số 5. Số 5 là cây hai lớp. Hồng sọc đỏ luôn nha quý chị. Cánh nhọn ha. Sai bông to, cánh qua dày, cố gắng đứng qua nha. Cây này phân tàn khỏi chơi luôn. Phân tàn rất là nhiều nhánh nha, 2 4 6 8 khoảng 10 nhánh nha quý chị. Củ này to luôn. Củ này quý chị nuôi cũng rất mau lớn nha. Bông cứ ngắt dày cùi, cái này chơi là khỏi chơi rồi. Cái số 5 này giá 70 luôn nha quý chị. Rồi số 6 nha. Số 6 là cây kem kem hai lớp. Cây này bông bói mà hoa là cũng rất là đạt nha quý chị nè, hai lớp. Vàng kem ha. Cây phân tàn 5 nhánh chuẩn luôn. Giống này quý anh chị nuôi lớn nha. Lứa sau nhất mà cũ vậy là cũng là to nha quý anh chị. Phân tàn rất là tốt à. Để em xem nó thơm không nha. Không thơm. Cây này bộ lá rất là đẹp nha. Bộ lá rất là đẹp. Rồi cây số 6 này giá 100. Giá 100 nha quý anh chị. Đứng hoa. Cánh hoa dày cui. Cánh hoa rất là dày nha. Dày cứ ngắt luôn. Rồi số 6 giá 100. Cây số 7 là cây trắng tinh khôi, trắng tinh hai lớp nha. Cái bông này nó trổ hôm qua rồi. Đêm qua em nghỉ nha quý chị, Tết nghỉ. Rồi cái này là sai bông to nha quý chị, trắng tinh khôi luôn. Sai bông rất là to, trổ hoa chuẩn, cánh hoa dày cùi. Cây này phân tàn 2 4 năm luôn. Cây này quý chị nuôi lớn là thôi, cái bộ tàn nó là quý chị muốn ra nhánh đâu quý chị xả tàn ha. Xả tàn thì cái cây này nó ra một đùm rất là đẹp nha. Củ này là bao bao lớn luôn nha quý chị, về nuôi rất là mau lớn nha. Cái nết của cái hoa trắng này là mau lớn nha. Cây số 7. Cây số 7 này là giá 100 luôn nha quý chị. Thơm nha, thơm nhẹ nhẹ. Cây số 7 giá 100, sẽ bông rất là to, nụ rất là đẹp luôn, chùm nụ chắc tầm 10 nha. Chùm nụ tầm 10. Rồi cây này là 100, cây số 7. Rồi cây số 8 nha. Cây số 8 là cây một bên đỏ, một bên đỏ tím nha quý chị. Một bên là trắng ha, sai bông to.
cây bông to, cây này cũ cũng tương đối nha. Rồi cây này 3 nhánh lên phân tàn mỗi đầu là 2 nhánh nha. Cây số 8 này là giá 70, số 8 giá 70 nha quý chị. Rồi tiếp tục là cây số 9 nha. Cây số 9 là cây đỏ tím ha. À, đỏ ngoài viền tím. Ngoài bìa nữa thì có cái viền trắng chạy nha quý chị, sao bông rất là to. À, cánh hoa dày bung căng. Cây này chùm nụ chắc khoảng tầm 7-8 nụ ha. Cây này cũng lứa sao luôn, cũ bằng ngón giữa cái thôi. Cây này quý anh chị nuôi cũng lớn nha. Rồi cây số số 9 này là giá 70 luôn nha quý anh chị, số 9 giá 70. Tại cái nết cây là em trồng lâu rồi cho nên em cũng nhìn biết cái cây nào nó sẽ lớn, cây nào nó chậm lớn thì em báo cho quý anh chị nha. Tại cũng có nhiều anh chị thì thích chơi cây nhỏ ha, chứ không phải bạn nào cũng thích chơi cây lớn hết. Cho nên em sẽ cố gắng mà báo cho quý anh chị biết cây nào mà mình có thể nuôi lớn nha. Rồi, cây nào mà nó chậm lớn. Rồi cây số 9 này là giá 70. Rồi có nhiều người không có chỗ anh chị, ta thích chơi cây nhỏ nhỏ, chơi chỗ nhỏ nhỏ ha, ôm rơm vô cho nó dễ. Rồi cây số 10, cây rất là đẹp nha. Hai lớp màu vàng hột gà rất là đẹp luôn nha. Màu vàng hột gà rất là đẹp luôn, hai lớp, cây này mà ba lớp thì thôi khỏi chơi ha. Cánh hoa dày cui, cánh hoa rất là dày nha quý anh chị. Lớp trong nó là một bên vàng, bên là gân gân cam ha. Lớp ngoài là màu vàng. Màu vàng ha. Rất là đẹp. Cái máy của em á là nói chung là màu vàng thì nó hơi lạc hơn bên ngoài chút xíu ha. Tại cái máy của em nó bắt màu vàng nó hơi lạc hơn ha quý anh chị. Cho nên quý anh chị nhìn là hoa là đúng màu luôn nha. Rồi cây số 10 này giá 200 ngàn nha quý anh chị. Cánh hoa rất là dày luôn ha. Trổ bung căng, sai bông to, cánh hoa rất là dày luôn nha quý chị. Nè, bóp không vô luôn nha. 200 ngàn nha quý chị. Hoa rất là đẹp. Hoa này mà ba lớp thì khỏi chơi luôn á. Hai lớp thì cũng ngon rồi. Cây này là chơi là tuyệt vời rồi. Khuôn hoa tròn quay, cánh hoa dày, hai lớp khác nhau luôn. Nhưng mà không biết cái này nó có trở màu không nha. Cái này mà nó chuyển ra trắng luôn là ngon á. Cây này mà nếu mà nó đừng có chuyển ra hồng mà nó sẽ trắng luôn là ngon nha quý chị. Là hai màu nhìn nó rất là nhẹ nhàng ha. Rồi cây số 10. Cây số 10 thì cây này nó nó nhỏ nha quý chị. Cây này là nuôi cũng hơi chậm lớn nha. Nhưng mà được chứ không đến đổi tệ nha. Cây số 10 này là giá 200 ha. 200. Để em xem thơm không nha. Không thơm luôn. Cây này bộ lá đẹp rồi, số 10 giá 200. Số 11. Số 11 là cây sọc gân hai lớp nha quý chị. Này sao bông trung bình thôi, sao bông nhỏ nha. Sao bông trung bình, cây này phân tàn rất là tốt. Cây này tại nó cũng hết chất nha quý chị. Cây số 11 này giá 70 nha. 11 giá 70, cây này nó hết chất trồng rồi. Khô ra. Phân tàn rất là tốt luôn. Rồi 11 giá 70. 12. 12 là cây màu vàng cam cam. Cái này mới trổ ra là vàng cam đẹp lắm nha quý chị. Cái này tại nó một ngày nó bay màu ha, màu vàng cam nè. Cái này rất đẹp nha. Giờ nó thành màu vàng cam mà. Sọc đỏ rất rõ nét, hai lớp bông dày ha. Cây này phân tàn 3 nhánh, củ to, củ cũng đẹp nha quý chị, củ to ha. Rồi cây số 12 này là giá 70 luôn nha, 12 giá 70 luôn. 13. 13 là cây trắng tinh. Khuôn hoa tròn quay. Cây này củ cũng tương đối ha, cây phân tàn nó ở đó một cốt, em cắt nó ra được hai nhánh nha quý chị. Rồi cây số 13 này là giá 70 nha, 13 giá 70, trắng khuôn hoa tròn quay ha. 14. 14 nha. 14 là cây cũ rất là to. Cây đọt tím nha quý chị, cây này là nó nằm trong cái chậu nó hết chất hết đất, hết gì hết luôn nha. Mà cái bông này thì màu tím rất là đẹp. Thay bông tím này trung bình hay nha quý chị. Nhưng mà tím này là nó tím dữ dằn nha. Tím rất là tím nha, tím hồng đỏ luôn. Rất là đẹp. Khuôn hoa tròn quay nhưng mà sai bông trung bình, cánh hoa dày lắm nha quý chị, cánh hoa dày mà dày dữ luôn á. Rồi cây số 14 này là giá 150 nha quý chị. Cây số 4 này giá 150 ngàn ha. Cây này cũng rất là to, bông rất là đẹp luôn. Tím thật là tím ha, tím mung luôn. Rồi cây số 4 này giá 150 nha. 15. 15 là cây dòng đại mỹ nhân nha. Này là trắng hồng nha quý chị. Này là trắng hồng rõ nét. Cây này nó ngã bị mấy cây kia ép nó nằm nó thành cái thế cũng rất là đẹp nha. Thế cũng rất đẹp ha. Thế cũng rất đẹp.
cây này thì nó có nhánh này nó dạng nó nổi một người quý anh chị ha, là cây nết lâu lâu nó có một nhánh vậy ha, nhưng mà chơi cũng vẫn đẹp bình thường ha quý anh chị. Quý anh chị chịu khó, quý anh chị cái nhánh nào ấy thì quý anh chị cắt bỏ ha. Cho nên cây này hoa thì rất là đẹp nha, tàn rất là đẹp. Cây này em bán 100 ngàn nha. Đáng lẽ cây này là hơn, nhưng mà tại nó có cái nết xấu ngay chỗ này thì em bán giá mềm cho quý anh chị chơi ha. Quý anh chị chơi thì ngon lành nha quý anh chị. Chơi thì ngon lành. Rồi cây số 15 là giá 100 nha. Cây số 16. Cây số 16 ha, cây này nhỏ nha quý anh chị. Cái này là tím vàng đồng ha, sọc đỏ, hoa rất là đẹp luôn. Cây này nè, cái nếp này mới là lâu lớn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thích chơi mini bỏ vô cái chậu kiểu bằng tay vậy ha. Chơi trên trải mình trải ba cái cục đá tròn đá nung đó quý anh chị, nhìn nó đẹp lắm luôn nha. Cây phân tàn 4 nhánh. Cây này thì màu hoa rất là đẹp nha. Tím này thì không bay màu. Tím vàng ha. Cây số 16 này là giá 100 nha quý chị. Cây này nó lâu lớn ha. Rồi cây số 17. 17 là cây trắng viền hồng. Trắng viền hồng nha quý chị. Trắng viền hồng cánh qua rất là dày luôn nha. Hai lớp, cái này cánh nhọn ha. Trắng viền hồng rất là đẹp. Cây này một cốt tàn dù ha. Một cốt tàn dù. Cây này củ to luôn. Cây số 17 này giá 100 nha. 17 giá 100. Trắng viền hồng, cây hoa rất đẹp ha. Tàn dụ này quý anh chị về dưỡng lại, cây này đẹp lắm luôn à. Rồi cây số 17 này giá 100. Rồi cây số 18 nha. Cây số 18 là một cái cây màu trắng hai lớp luôn nha quý anh chị. Hai lớp, củ to củ đẹp luôn nha. Củ to là củ đẹp ha. Cây này nó bị rớt lá nè. Rồi cây số 18 này là giá 100 luôn nha quý anh chị. Trắng hồng vàng ha. Trắng hồng vàng cây số 18 này giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 19 nha. Cây số 19 là một cây màu tím khuôn qua tròn quay, hồng hồng vàng ở ngoài nó có cái dòng đỏ rất đẹp nha quý chị. Cây này bộ lá đẹp ha, cây phân tàn rất là tốt. Củ to củ đẹp luôn nha. Củ to củ đẹp. Cây số 19 này là giá 150.000 nha quý chị. Màu tím ha, sai bông rất là to luôn. Cánh hoa dày, cánh hoa dày ha. Cây này nhiều quý chị đôn lên chơi là cũng rất là đẹp nha. Cây này củ đẹp nè, nở hậu ha. Cây số 19 này giá 150.000 nha quý chị. Rồi tiếp tục là cây số 20 nha. Cây số 20 là cái dòng sao Noel. Cây này đỏ rực, viền tím nhẹ thôi nha. Mày cái viền thì rất là to ha. Cây này phân tàn ở trên rất là nhiều nhánh nha, 2, 4, 6 nhánh. Cây này cái củ nó thì hồi đó chắc nó bị thúi cái củ chính nào quý chị, cho nên nó ra như rễ bàn ha. Ra như rễ bàn luôn. Cây này về quý anh chị sửa lại sau này có cây đẹp chơi luôn nha. Đó, ra y như quý anh chị làm xứ kim tự tháp đó. Làm rễ bàn á. 1 2 3 4 5 6 7 8 rễ nha quý chị. Có cái rễ bên đây nó hơi nhỏ nè. Để quý chị muốn chơi cái rễ mà mé đây nó cũng không nhỏ lắm nha quý chị. Nếu nó lỡ có nhỏ thì quý chị sẽ để cái này hướng nắng nha. Thì cái rễ nó sẽ phát triển kịp mấy rễ này luôn nha. Rồi cây số 20 này là giá 200. 20 giá 200 nha. Hoa rất là đẹp luôn, rễ đẹp. Rồi cây số 20 này giá 200. Cây này quý chị nào thích rễ bàn, cây này là tuyệt vời ha. Rồi 20 giá 200. Rồi 21 nha. 21 tiếp tục là cây hoa màu tím sao bông to. Cái này tím hồng vàng, ở ngoài đây là nó màu hồng, còn hồi nãy cái bông nãy là màu đỏ nha quý chị. Cái này màu hồng ha, nó khác. Mà khuôn qua tròn tím cũng rất là đẹp luôn nha. Củ to, củ đẹp luôn. Cây này bộ lá cũng đẹp luôn nha quý chị. Rồi cây 21 này giá 150.000 luôn nha. Cây 21 giá 150.000. Thì màu tím quý chị chơi thì cực hơn những cây khác nha quý chị. Khi nó trổ qua quý chị muốn ngắm qua đẹp đó, thì quý chị phải đem vô mát nha. Lưới lan quý chị để thì cái hoa nó sẽ đẹp. Rất là màu nó giữ rất là đẹp nha quý chị. Và quý chị chơi rất là lâu luôn nha. Rất là lâu. Còn quý chị để ngoài nắng thì thua. Rồi cây số 21 này là giá 150.000 luôn nha quý chị. 21 giá 150.000 ha. Cây 22. 22 là cây trắng lem rất đẹp, hai lớp, lâu mới có được cây hai lớp đẹp lại nè quý chị.
lâu lâu ha. Cái giống này là nó bông rất là to nha, bung căng trắng lem rất đẹp, hai lớp. Cây này phân tàn cũng rất là tuyệt vời luôn ha. Cây này thì tình trạng hết đất hết phân mà trổ được cái bông này thì khỏi nói ra, khỏi chơi ha. Cái chùm nụ nó tầm 10 nha. Rồi cây số 22 này giá 100 nha. Cây này quý anh chị nuôi lớn nó trổ bông rất là sáng màu ha. Cánh hoa dày cui, khuôn hoa tròn, cây phân tàn rất là tốt luôn. 22 giá 100 nha. Rồi cây số 23 nha. 23 tiếp tục là cây màu tím nữa nè quý anh chị. Cây này trổ hôm qua nè ha. Cây này trổ hôm qua để ngoài nắng là mới đem vô luôn nè. Giữ màu cũng rất là tốt. Rồi cây này tím hồng trắng nha. Ở trong nó có một cái bông đỏ rất là đẹp luôn nè, hai lớp nha. Cây này phân tàn rất là tốt, củ to. Cây 23 giá 200 nha quý chị. 200 ha. Cây 23 giá 200. Rồi cây 23 giá 200 nha. Hoa rất là đẹp, cánh hoa dày. Cánh hoa rất là dày luôn nha, tím full màu luôn. Cái này tại trổ ngày hôm qua cho nên nó cái màu nó lớp trong nó cũng nè, nó cũng nhã màu này nha quý chị, nhưng màu vẫn còn đẹp ha. Lớp trong này thì thôi còn bung đen luôn ha. 23 giá 200. Rồi 24 nha. 24. 24 là cây màu kem kem sọc hồng nha, kem kem sọc hồng hai lớp. Sa bông rất là to. Rồi cây này giá 70. 70 nha quý chị. 70 hàng cây phân tàn như kỳ duyên ha. Phân tàn như kỳ duyên á. Rồi cái cây số 24 này là giá 70 nha. 25. 25 là cây hoa màu tím nha quý chị. Cây này cũng trổ hôm qua nha. Sa bông rất là to, tím full ha. Tím rất là đẹp. Rồi cái cây này phân tàn rất là tốt, củ này thì đẹp luôn. Củ này nó được 4 cộng nè, cái này quý chị nuôi chân dài là khỏi chơi ha. Nuôi chân dài. Rồi cây số 25 này là giá 200 luôn nha quý chị. 25 giá 200. Cánh hoa rất là dày nha. Này hồng trắng. Hồng trắng ha. Cánh hoa rất là dày, hai này bông mà cỡ nhau luôn nè. Cỡ nhau ha. Rồi cây 25 giá 200. Cây 26 ha. Cây 26 là cây hoa màu màu đỏ, tím rất là đẹp luôn. Dòng sao Noel, sa bông này cũng trung bình lớn nha quý chị, khuôn hoa tròn. Cây này dáng lắc rất là đẹp luôn nè. Ngay chỗ này nó có nắm nắng nhẹ ha. Rồi cái cây này cũ rất là đẹp. Cái bệ dưới đây cũng rất là đã ha. Rồi cây số 26 này giá 200 nha quý chị. Hoa rất là đẹp luôn. Cũ cũng đẹp luôn. Cái này thì không sao nha. Cái này về quý anh chị trồng lúc mới trồng lại, nếu mà đem ra nắng thì quý anh chị nên dùng cái gì đó quý anh chị bao nó lại nha. Rồi cây số 26 này là giá 200. Cây 27 ha. 27 là cây này hồi đó em để lại em chơi nè. Cũ nó cũng rất là độc nha. Mà hoa này thì dòng sao Noel, nhưng mà hoa này nó rất là đẹp nè. Sọc đỏ mà đỏ đô nha quý chị. Sọc đỏ đô, ở chính giữa nó có sọc trắng. Ở cái viền thì nó viền trắng rất là đẹp ha. Đó, viền trắng tím rất là đẹp. Sa bông cũng rất là to nha. Cây này hồi đó em để lại chơi á. Cây phân tàn là 2, 4, 6 nhánh ha. Rồi cây số 27 này là giá 200 luôn nha quý chị. Hoa cứ ngắt dày cui. Rồi cây số 27 này giá 200 nha. 27 giá 200, hoa rất đẹp luôn, sao chuẩn nè. Cái viền trắng rất là to ha. Rồi 27 giá 200. Cây 28, cây này thôi tím ngọt luôn. Hai lớp. Tím lem luôn nha quý chị, sao bông rất là to. Sao bông rất là to ha. Này. Cái này nó mới trổ ra nó như vậy nè quý chị. Nụ rất là đẹp nha. Nó còn là một lát sau thì nó bung căng như vậy nha, rất là đẹp luôn, tím lệm luôn. Nụ rất là đẹp. Rồi cây này thì cũ cũng dạng hồi xưa chắc nó bị hư cái củ cái nè quý chị. Cây số 8 nha. Nè, 1 2 3 4 5 6. Cái này về quý chị banh ra. 7 banh ra ha. Cái này mình làm rễ chưa chắc gì ra đẹp được vậy nha quý chị. Cũng rất đẹp ha. 1 2 3 4 5 6. Khoảng 8 rễ ha. Cây này thì nó có một cái thẹo nhỏ ở chỗ này nhưng mà nó liền rồi nha quý chị, liền khô rồi nha. Rồi cây số 28 này giá 250.000 ha, 250.000, hoa tím rất là đẹp luôn. Cây này quý chị đi mần về mệt thôi, nhìn vô một cái là khỏe liền luôn á. Cái tím này nó rất là ngọt, rất là đẹp nha. Cây phân tàn rất là tốt, cây 28 này giá 250.000 nha.
Cây số 29 là cây cũ rất là to nha, cũ rất là to, phân tàn rất là tốt. Cây này là cái giống như kim lân nha quý chị, 3 lớp 4 lớp gì nè, 1 2 3 4 lớp luôn, 3 4 lớp gì ha, cuốn rất là to, cuốn rất là to ha, xe bông bự lắm, xe bông rất là to nha quý chị. Cây phân tàn rất là đẹp ha, cây phân tàn rất là đẹp luôn. À, cái nụ nó lúc nó mới đơm nụ, cái nụ đứng trong mà nó trổ cái bông ra là nó phải quằn xuống thôi nha quý chị, không gục nha, nhưng mà nó nè xe bông tại nó rất là to, bông rất là bự ha. Rồi cây số 29 này là giá 100 nha, 29 giá 100, y chang như kim lân luôn. 30 ha, 30 là cây đỏ hai lớp, cái này đỏ nhung nha quý chị, đỏ nhung hai lớp, xe bông to, cánh qua dày, khuôn qua tròn quay luôn. Lúc mới trổ ra thì nó đỏ có viền đen nha. Đây, xe bông rất là to luôn, to thật, dày thật là dày luôn ha. Rồi cây 30 này cũ đẹp luôn nha quý chị. Này, 30 này giá 70 nha, 30 giá 70, quý chị nào thích đỏ thì cây này là khỏi chơi nha. Rồi 31 cũng là một cây đỏ nữa nè, cây này cũ đẹp hơn, cũ này nó quấn như tháp bính luôn nha, phân tàn cũng giữ dần dần hơn ha. Cái bông này thì em giật nó gãy cái cuốn này nha quý chị, gãy cuốn này nha. Xe bông cũng to, đỏ đậm hơn nha quý chị, này nhung hơn ha, đậm hơn. Rồi cây số 31 này là giá cũng 70 luôn nha, 31 giá 70 hai lớp ha. Rồi 32 là cây cũ rất là to ha, dòng sa noel, cây cơ sứ của em quý chị vì cưng đó là nó lớn phì phì nha, tại những cây này là em bỏ bê nó cho nên nó rất là đang đói ha, quý chị về cho ăn cái là nó phì phì liền. Cây 32 này hoa rất là đẹp nha, hồng đậm viền tím sau đó chuyển trắng ha, xe bông cũng cũng to nha quý chị, khuôn cũng tròn. Rồi cây 32 này là giá 150 ha, 32 giá 150, 32 giá 150 nha quý chị. Rồi tiếp tục là 33 là cây cũ này khỏi chơi nha, cũ này nuôi chân dài khỏi chơi luôn. Từ dưới lên đây là khoảng từ cái bộ đế sổ của nó là khoảng 3 tấc nha quý chị. Đó. Cái bộ đế sổ của nó khoảng 3 tấc á, rất là đẹp nha. Hoa này cũng khuôn qua tròn, đỏ tím nha, dòng sa noel luôn, khuôn qua tròn quay. Cây này thì phân tàn được 2-4-5 nhánh nha quý chị, về sạc tàn lại nha. Cây này thì cái bộ đế sổ của nó là rất là đẹp rồi, cái này về quý anh chị nuôi chân dài cực kỳ đẹp luôn à. Rồi cây số 33 này là giá 200.000 nha, 33 giá 200, 33 giá 200 nha quý chị. Rồi tiếp tục là cây số 34 ha, 34 là cây cũ rất là to luôn nè, bông này là dạng hồng, hồng tím nha, mới trổ ra hồng tím, chính giữa nó có cái sọc, có sọc trắng ha. Rồi nó trổ 1-2 ngày sau tăng sai nha quý chị, này là hồng, hồng tím. Rồi cây số 34 này là giá 150 nha, 34 giá 150, cây phân tàn cũng rất là đẹp nha, 34 giá 150. Rồi hôm nay em có 34 cây nha, quý chị nào chọn lựa cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.